Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về sự di chuyển của các loài vật. Sự di chuyển đó có thể là tận dưới biển sâu hoặc trên các thảo nguyên rộng lớn. Những con ngựa đã trở về sau 10.000 năm. Có cả một đoàn quân đang hành quân qua châu Phi. Việc di chuyển trở lại sau khi bị chấn thương cũng rất quan trọng. Và việc quan sát loài gián có thể cung cấp các bằng chứng về sự di chuyển trên bề mặt sao Hỏa của con người. Sau đây chúng ta cùng đến với thế giới dưới đáy biển sâu. Ngay cả khi các loài động vật ở dưới đáy biển chịu một áp lực nước rất lớn, chúng vẫn có thể di chuyển tài tình. Nhím biển, vốn sống bằng việc ăn thịt đồng loại, có thể sống dưới độ sâu 5.000 mét. Nếu tăng tốc độ hình ảnh lên, chúng ta có thể thấy rằng trong một môi trường với áp lực lớn hơn cả nghìn lần so với trên mặt đất, loài nhím màu trắng thậm chí còn di chuyển tài tình hơn loài nhím đỏ to lớn. Một loài vật khác cũng rất giỏi trong việc di chuyển, đó là loài sao biển. Bò chậm rãi bằng hàng trăm xúc tu, con sao biển chuẩn bị tấn công con sò. Nhưng con sò không phải là loài chỉ biết đứng yên. Cùng với rất nhiều con mắt, nó còn có những xúc tu ngắn chạy dọc theo mép vỏ. Sò có thể cảm nhận được các chất hóa học có trong nước để phát hiện ra con sò biển. Con sò ngậm chặt vỏ để đẩy nước thật mạnh ra ngoài, rồi nhanh chóng thoát thân. Con ốc biển cũng đang bò chậm rãi. Nó có thể di chuyển cùng với những con sóng ngược dòng. Một số loài không chỉ có bàn chân mà còn có cả cẳng chân nữa, như loài nhện biển 12 chân này. Tôm hùm lại là những quán quân đi bộ dưới đáy biển. Chúng có thể đi tới 15 km một ngày theo đàn. Còn có rất nhiều sự di chuyển nữa trên tầng nước xanh ngắt phía trên. Những chiếc lông nhỏ xíu, hay còn gọi là lông mao này, chạy dọc cơ thể của con sứa lược và phát sáng trong nước. Những chiếc lông mao đó khiến cho con sứa giống như một quả cam đã được bóc vỏ để lộ ra các múi. Cùng với việc các lông mao có thể phát sáng, màu của các con sứa liên tục thay đổi. Không giống như những con sứa lược vừa rồi, một loài sứa khác có họ với nó có khả năng điều khiển các cờ dưới bụng và di chuyển lên trên bằng cách ép thật mạnh cơ thể của mình. Với 95% cơ thể là nước, loài sứa có cùng tỷ trọng với môi trường xung quanh, vì thế chúng không cần phải cố sức để không bị chìm. Loài mực di chuyển và đứng yên được là nhờ vào những chiếc vây nằm dọc cơ thể. Chúng có thể bơi được, tiến hoặc lùi. Bằng cách phụt nước thoát ra ngoài cơ thể, những con mực có thể di chuyển lên tới 40 km một giờ. Người ta đã chứng kiến mực có thể nhảy lên khỏi mặt nước tới 3 mét, sau đó lao xuống giống như loài cá chuồn vậy. Bạch tuộc, loài động vật thân mềm hoàn toàn không có vỏ duy nhất còn sót lại. Chúng di chuyển dưới đáy biển bằng 8 chân của mình. Nhưng nếu gặp nguy hiểm, chúng cũng có thể phụt nước và bơi đi như loài mực, nhưng chỉ di chuyển được một khoảng cách ngắn mà thôi. Tuy nhiên, những quán quân bơi lặn thực sự phải là loài cá. Chúng có cấu tạo cơ thể phù hợp nhất với việc bơi lặn thoải mái trong môi trường nước. Cá mập là một trong những loài bơi nhanh nhất. Thậm chí những nhà sản xuất áo bơi giờ đây còn phải thiết kế dựa vào cấu tạo của da cá mập. Những bụi đước ở ven biển Kenya là nơi những vũ công Tây Ban Nha tụ hội.
Trên hình ảnh là hai con sên biển. Một con đã chủ động tìm đến với con kia. Có thể đây là cơ hội để chúng gặp nhau. Giờ đây chúng đang hòa vào một vũ điệu sôi động. Đối với những loài động vật trên cạn, việc di chuyển là vô cùng quan trọng. Một trong số chúng là loài chó săn, sống trên các đồng cỏ ở Kenya. Chúng được coi là những vận động viên điển kinh xuất sắc. Nếu đi săn cùng nhau, chúng có thể hạ được con mồi yêu thích của mình, đó là những con linh dương đầu bò. Việc chạy nhanh trên những địa hình không bằng phẳng đồng nghĩa với việc bị chấn thương là điều không thể tránh khỏi, nhất là bị giãn dây chằng. Điều này ảnh hưởng đến việc xương ống chân có thể di chuyển khớp với xương đùi hay không. Phần được đánh dấu màu tím có thể được thấy từ đằng trước hoặc đằng sau. Nhiều vận động viên cũng bị chấn thương tương tự. Trên thực tế, nhiều người còn nghe thấy một tiếng rắc nhỏ khi dây chằng bị giãn. Bơi là một cách để giảm áp lực lên chân bị chấn thương mà vẫn làm cho các cơ hoạt động. Chúng ta biết về điều này và cả loài chó nữa. Đây là Kerry, con chó săn màu đen vừa hồi phục sau một chấn thương ở chân. Tại trung tâm thủy liệu Pháp dành cho chó tại Somerset, nước Anh, Kerry đang được điều trị hàng tuần tại một bể bơi dành riêng cho chó. Nước được bơm vào bể qua một đường ống giúp làm tăng các cử động cho Kerry. Ở trên bờ, nó chỉ có thể đi được bằng ba chân, chân bị thương không thể cử động được. Nhưng khi bơi, nó có thể cử động cả bốn chân, vì thế chân bị thương sẽ hồi phục nhanh hơn. Đây là Holly. Nó đang bị chấn thương ở cả hai chân, vì thế việc điều trị cho nó là rất quan trọng, và nó cần phải được bơi lội nhiều hơn. Rod Hunt, người điều hành trung tâm này, cùng với vợ là Alison, kiểm soát chặt chẽ những động tác mà Holly thực hiện. Lắp đặt các bóng điện ở dưới nước giúp các bác sĩ kiểm tra xem những cử động chân của Holly đã chuyển biến tới đâu. Holly vẫn chưa thể thực hiện nhiều động tác như Kerry. Chỉ sau 4 phút bơi, nó đã được đưa lên. Nó không cần phải đi đâu mà được đưa thẳng tới bể massage. Nước trong bể được khử trùng bằng clo. Các chuyên gia ở đây hy vọng rằng Holly sẽ hồi phục được cả hai chân sau khi điều trị. Vậy là những con chó nhà được chăm sóc thật chu đáo, thậm chí chúng còn có thời gian chơi đùa. Nhưng trong tự nhiên thì số phận các loài vật lại không được may mắn như vậy. Tại Botswana, cứ 8 con chó hoang thì có một con bị vấn đề về chân. Và nếu như không đủ sức đi săn, nó sẽ bị chết đói. Những con chó săn tại châu Phi có thể được hưởng lợi từ thủy liệu Pháp. Chúng tôi đang trên đường quay trở lại châu Phi. Đây là trứng của một loài bướm. Khi nở, chúng sẽ gây ra bệnh truyền nhiễm cho toàn châu Phi. Đây quả là một đội quân. Món ăn khoái khẩu của chúng là lá cây. Chúng di chuyển khá nhanh. Từ khi vừa sinh ra, chúng đã có thể di chuyển từ cây nọ sang cây kia. Những con sâu này trải qua vài giai đoạn phát triển trong suốt cuộc đời của mình. Khi số lượng ít, những con sâu xanh sống và kiếm ăn một mình. Khi đó, chúng không có gì là nguy hại cả. Vấn đề chỉ nảy sinh khi số lượng của chúng bắt đầu tăng.
Những con sâu chuyển thành màu đen và các hành vi của chúng cũng thay đổi. Khi chuyển thành màu đen, chúng hoạt động mạnh gấp 40 lần. Chúng có thể ăn gấp 1.000 lần so với lúc đầu mới nở. Và đây thực sự là những gì các con sâu có thể gây ra đối với một cánh đồng ngô. Nhưng chúng vẫn không được an toàn bởi có những sinh vật lớn lên bằng cách ăn thịt các con sâu. Loài cò già đi lại trên đồng cỏ để tìm những con sâu nhỏ màu đen. Những con sâu này có thể là kẻ thù của nhau. Khi đã ăn hết lá cây, chúng sẽ quay sang ăn thịt lẫn nhau. Chỉ cần nơi nào có màu xanh của cây cỏ là đội quân sâu này sẽ ngay lập tức xuất hiện. Trông chúng di chuyển rất nhanh. Cuối cùng, những con sâu đã sẵn sàng chui mình xuống đất. Và tại đây, chúng bắt đầu chuyển thành nhộng. Khoảng 2 tuần sau đó, vào ban đêm, lớp đất bao phủ lên những sinh vật đang im lìm, bỗng nhiên nhúc nhích. Giờ là lúc các nhà khoa học, những người theo dõi sự di chuyển của loài bướm, phải bận rộn làm việc. Khi màn đêm dần tan biến, là lúc những con sâu bướm bò lên khỏi mặt đất. Khoảng 2 giờ đồng hồ sau đó, những con bướm khô cánh và sẵn sàng cho sự di chuyển mới của mình. Đó là cất cánh bay. Vì lớp vỏ nhộng nằm sâu dưới đất, nên khó có thể biết được chính xác những con bướm đã ra đời ở vị trí nào. Nhưng lần này, các nhà khoa học đã may mắn tìm đúng địa điểm, nơi có rất nhiều con bướm mới nở. Chúng bay đến bụi keo gần đó trước khi bắt đầu cuộc hành trình thực sự của mình. Tuy chúng là những con bướm nhỏ, nhưng các nhà khoa học vẫn cần có những thiết bị theo dõi sự di chuyển của chúng trong không trung. Thiết bị dò tìm cũng hoạt động suốt đêm. Camera hồng ngoại cũng được cài đặt để phát hiện ra những con bướm khi chúng bay gần mặt đất. Nếu những con bướm bay thành đàn trong đêm, các vùng nông trại ở cuối chiều gió sẽ gặp phải những nguy hiểm. Do vậy, con người đã có những biện pháp để kiểm soát chúng từ trên không. Và cả những biện pháp truyền thống được sử dụng dưới mặt đất. Nếu đoán được chính xác nơi đàn bướm bay đến và tập trung, thì việc xịt thuốc sẽ có hiệu quả hơn nhiều, và như vậy chúng ta sẽ ngăn chặn được kịp thời các đợt tấn công của chúng. Cứ 3 năm một lần, những đợt tấn công của loài bướm mới thực sự trở thành dịch. Bằng các biện pháp kiểm soát sự di chuyển của chúng và ngăn chặn không cho dịch sâu bọ này bùng phát đã mang lại những kết quả rất khả quan. Một điều thú vị về loài sâu là chúng chịu tác động rất khác nhau bởi những dịch bệnh khác nhau. Những con sâu xanh vì sống một mình nên chúng khó bị tổn hại bởi dịch bệnh hơn là các con sâu đen sống theo bầy. Chúng sẽ lây lan lẫn nhau, vì thế để chống lại điều này, loài bướm đen được cho là có khả năng kháng khuẩn tốt hơn. Tiếp theo, chúng ta sẽ tới những vùng sa mạc ở phía tây nước Mỹ. Từ Bắc Dakota tới Texas, địa hình cằn cỗi của vùng phía tây nước Mỹ là một cản trở lớn đối với những người nhập cư đến từ châu Âu. Có thể họ đã không thể vượt qua nếu không có những con ngựa. Chính nhờ loài động vật 4 chân này mà người Mỹ đã có thể mở rộng lãnh thổ của mình.
Chính sức mạnh và tốc độ của loài ngựa đã giúp ích rất nhiều trong việc đi lại của con người, từ đó hiện thực hóa được việc chăn thả và trồng trọt trên những diện tích đất rộng lớn. Đây là một thực tế trong lịch sử. 500 năm trước, chính người Tây Ban Nha đã mang loài ngựa quay trở lại nước Mỹ. Ngựa vốn là loài động vật tiến hóa tại Bắc Mỹ vào khoảng 58 triệu năm trước, sau đó chúng sinh sôi sang tận châu Á. Nhưng giống ngựa ban đầu đó đã nhanh chóng bị tuyệt chủng bởi sự thay đổi của môi trường, bệnh tật và con người. Trong vòng 10.000 năm, đã không còn con ngựa nào nữa tại châu Mỹ, nơi vốn là quê hương của chúng. Nhưng sau cuộc xâm chiếm của người Tây Ban Nha, nhiều con ngựa đã trốn thoát để rồi hình thành nên những bầy ngựa hoang. Chính các con ngựa hoang này là con cháu của những con ngựa đã từng được coi là giống ngựa tốt nhất châu Âu. Việc những loài động vật bị bắt và thuần hóa đã làm tăng chất lượng về giống cho các loài động vật tại châu Mỹ, và chúng đã được bán với giá rất cao. Về sau, những người nhập cư châu Âu đã nhận ra giá trị của chúng. Những đàn ngựa hoang tung vó trên những cao nguyên ngày nay ở Mỹ chính là hậu duệ của giống ngựa châu Âu thuở trước. Mặc dù có gốc gác là vật nuôi trong nhà, nhưng giờ đây bản năng của chúng rất hoang dã. Những con ngựa đực luôn muốn thiết lập trật tự đối với những con ngựa cái. Và con ngựa đầu đàn luôn muốn thống lĩnh những thành viên khác trong đàn với sự giúp đỡ của ngựa cái. Tuy nhiên, sự ra đời của máy móc đã đem đến những thay đổi lớn đối với các con ngựa. Máy móc đã thay thế chúng trên đồng ruộng. Và các phương tiện hiện đại cũng thay thế chúng trong việc đi lại của con người. Khi không còn tác dụng nữa, những con ngựa hoang vốn một thời có giá rất cao, giờ đây bắt đầu trở thành vật nuôi. Những con ngựa này đang uống vụng nước từ một máy bơm của người nông dân. Ban đầu người ta hy vọng máy bơm này sẽ bơm được dầu, nhưng giờ thay vào đó lại là nước. Tuy vậy, ở một nơi khô cằn như thế này, nước cũng rất quý giá đối với cả người và động vật. Vì thế, những con ngựa thường xuyên tranh giành nhau uống nước. Tuy giờ đây số lượng ngựa giảm nhiều so với trước kia, nhưng chúng lại không có kẻ thù tự nhiên. Kẻ thù của chúng chết dần vì đói và khát. Vì thế người ta phải kiểm soát số lượng ngựa, không cho chúng tăng quá nhanh. 80 năm về trước, rất nhiều con ngựa đã bị giết vì số lượng của chúng quá nhiều. Cụ thể là vào những năm 1930, có 100.000 con ngựa đã bị giết. Nhưng gần đây, các biện pháp kiểm soát số lượng ngựa của con người đã bớt cứng rắn hơn. Từ năm 1971, những con ngựa đã được pháp luật bảo vệ. Khi số lượng của chúng quá nhiều, một số con sẽ được đưa đến những trang trại hoặc hộ gia đình để làm vật nuôi. Những biện pháp kiểm soát khác cũng được cân nhắc. Một loại vaccine đã được thử nghiệm nhằm hạn chế việc sinh sản của ngựa cái. Điều này sẽ giúp cho số lượng ngựa trong tự nhiên được ổn định, nhưng lại gây ra những tác động nhỏ tới bản năng tự nhiên của chúng. Vậy là những con ngựa hoang vẫn sống sót, mặc dù chúng đã từng biến mất khỏi châu Mỹ, cái nôi ban đầu của chúng. Nhưng giờ đây, những con ngựa đã quay trở lại và được đối xử với sự tôn trọng mà chúng xứng đáng được hưởng. Our final story starts with locomotion straight up. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sự di chuyển. But the next step in our exploration of the solar system
Nhưng phần tiếp theo này sẽ là về việc khám phá hệ mặt trời, để từ đó chúng ta có thể tiếp cận và sau đó là du hành tới các hành tinh xa xôi. Bề mặt lồi lõm của sao Hỏa có vẻ thu hút nhất, nhưng địa hình của nó lại không được thuận lợi cho việc di chuyển. Một trong những dãy núi ở đây được coi là lớn nhất trong hệ mặt trời. Và trái đất của chúng ta cũng có những vùng đất không thuận lợi về mặt tự nhiên, như phía trong miệng núi lửa đang hoạt động chẳng hạn. Vậy đối với những nơi con người không thể đặt chân tới, chúng ta có thể dùng máy móc thay thế được không? Nhưng chúng làm thế nào để di chuyển được? Tại phòng thí nghiệm ở California, người ta đang nghiên cứu những con rắn. Con rắn này đang chạy trên một đĩa quay. Dựa vào đó, các nhà khoa học có thể nghiên cứu về sự di chuyển của nó. Lúc này người ta cho nó di chuyển trên một chất thạch. Chất này có thể đo được lực tác động của mũi chân. Liệu các chuyển động chân của nó có theo công thức nào hay không? Và mỗi lần lực tác động do chân nó tạo ra có khác nhau hay không? Kết quả thu được khá thú vị. Những cái chân của con rắn đóng vai trò hỗ trợ cho nhau. Thân con rắn tiến lên và lùi xuống theo mỗi chuyển động, giúp nó có những quãng nghỉ dưỡng sức. Vì thế, rắn được biết tới là loài vật có 6 chân, và những chiếc chân đó giống như những chiếc cà kheo nhỏ. Con rắn không thay đổi kiểu di chuyển này ngay cả khi nó chạy trên địa hình không bằng phẳng. Trên thực tế, bằng việc sử dụng đúng biện pháp di chuyển này, nó có thể dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật. Kiểu di chuyển đó không chỉ có loài rắn áp dụng, mà các chuyên gia của phòng thí nghiệm này còn muốn áp dụng nó cho các con robot. Họ đã liên hệ với trường đại học Stanford để cùng nhau hợp tác. Con robot này có tên là Spiralita. Nó đang được áp dụng cách di chuyển của loài rắn. Những cái chân của nó cũng đóng vai trò hỗ trợ di chuyển cho nhau và được mô phỏng theo chuyển động của chiếc cà kheo. Nhưng các nhà khoa học không chỉ áp dụng cách chuyển động của loài rắn vào robot, mà họ còn sáng tạo một chút để cho ra đời cách chuyển động riêng của nó. Vì quá trình tiến hóa có thể giúp thế hệ sau tiến hóa hơn thế hệ trước, do vậy mà động vật có thể thay đổi được những gì chúng đang có. Với con robot này, các chuyên gia bắt đầu từ đầu, vì thế chúng ta có thể làm tốt hơn cả tự nhiên. Con robot này được đặt tên là Rex. Nó được thiết kế và lắp ráp bởi các chuyên gia của trường đại học Michigan. Áp dụng nguyên lý di chuyển mà các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm đã tìm ra ở loài rắn, robot Rex có thể di chuyển trên nhiều loại địa hình, từ cát cho tới rừng. Nếu so sánh với các loại robot khác, con robot này tốn ít nhiên liệu hơn. Vì thế, có thể một ngày nào đó, nó sẽ được dùng để thu thập dữ liệu từ những nơi khắc nghiệt trên trái đất, hoặc thậm chí là từ những hành tinh cách trái đất hàng triệu km. Nhưng công việc nghiên cứu tại phòng thí nghiệm không dừng tại đây. Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng những sợi lông li ti ở chân con tắc kè có thể bám vào bề mặt mà chúng di chuyển ở cấp độ phân tử. Và một lần nữa, kiểu di chuyển này sẽ được khai thác để giúp ích cho chúng ta. Những chất liệu được tái sử dụng dựa vào nghiên cứu bản chân con tắc kè có thể mở ra rất nhiều triển vọng. Công việc nghiên cứu của các nhà khoa học vẫn đang được tiến hành. Thế giới tự nhiên quả là một kho tàng đồ sộ các giải pháp cho những vấn đề mà con người cần nghiên cứu và áp dụng.
Cho dù các sinh vật có là những động vật bậc thấp tới mức nào và di chuyển chậm tới đâu, chúng vẫn có thể nắm giữ những bí mật giúp con người có thể bay đến các vì sao.